Thưa quý vị, sáng nay, hòa chung không khí vui tươi mở đầu năm học mới 2024-2025, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã dự lễ khai giảng cùng thầy trò trường Trung học cơ sở Giảng Võ. Trường Trung học cơ sở Giảng Võ qua nhiều năm học luôn là một trong những trường dẫn đầu khối trung học cơ sở quận Ba Đình về chất lượng dạy và học, với tỷ lệ cao học sinh trúng tuyển vào các trường trung học phổ thông công lập và trường chuyên. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đã gióng hồi trống, đánh dấu thời khắc mở đầu năm học mới 2024-2025 với tinh thần mới, quyết tâm mới vì những mục tiêu cao hơn, xa hơn. Hôm nay, Học viện Cảnh sát Nhân dân đã tổ chức lễ khai giảng năm học 2024-2025. Tới dự có đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Năm học 2023-2024, Học viện Cảnh sát Nhân dân đã đoàn kết nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm học đề ra, tạo ra được những dấu ấn, bước đột phá trong thực hiện công tác chuyên môn với nhiều thành tích, kết quả có ý nghĩa quan trọng, nổi bật. Bước vào năm học mới, Học viện Cảnh sát Nhân dân xác định chủ đề của năm là chuyển đổi số, chuyển đổi trạng thái các mặt công tác, tạo đột phá trong công tác giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học. Sáng nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã tới dự lễ khai giảng năm học 2024-2025 tại trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tuân Đạo, xã Tuân Đạo, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhận định, để đưa Hòa Bình trở thành tỉnh có nền công nghiệp du lịch dịch vụ phát triển và chất lượng cuộc sống của người dân được nâng cao, chỉ có thể thông qua con đường giáo dục và đào tạo. Phó Thủ tướng đề nghị ngành giáo dục cần dành sự quan tâm đầu tư thích đáng cho sự phát triển giáo dục ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện khó khăn nhất của tỉnh. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cùng đoàn công tác tặng 5 bộ máy tính cho trường tiểu học và trung học cơ sở Tuân Đạo, tặng 20 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó, trao 20 suất học bổng trị giá 1 triệu đồng cho học sinh. Cũng trong sáng nay, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, dự lễ khai giảng và cắt băng khánh thành trường mầm non Park Bó tại xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Công trình trường mầm non Park Bó được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ khởi công vào ngày 10 tháng 6 năm 2024. Công trình có diện tích 1.800 m² với tổng mức đầu tư gần 15 tỷ đồng từ nguồn kinh phí xã hội hóa. Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đã đến dâng hương dâng hoa tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích quốc gia đặc biệt Park Bó, tỉnh Cao Bằng. Tại trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam, sáng nay học sinh hai cấp trung học cơ sở trung học phổ thông bước vào lễ khai giảng năm học mới, cũng là bước vào năm thứ 39 lịch sử của nhà trường. Trong năm học 2023-2024, trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam đã dẫn đầu thành phố và cả nước về số học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Bước sang năm học 2024-2025, nhà trường sẽ tiếp tục xây dựng đội ngũ giáo viên trình độ chuyên môn cao, cập nhật xu hướng mới, ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng hóa các hoạt động trải nghiệm trí tuệ nhân tạo. Đây là những yếu tố then chốt trong phát triển tư duy sáng tạo và tinh thần đam mê học hỏi của học sinh. Tại tỉnh Hà Giang, gần 270.000 học sinh và hơn 17.000 cán bộ giáo viên vùng cao cũng hân hoan chào đón khai giảng năm học mới. Năm học này là năm thứ hai tỉnh Hà Giang thực hiện đề án nâng cao chất lượng giáo dục. Tỉnh Hà Giang phấn đấu tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi đến trường đạt 99,3%, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình học ở từng khối lớp đạt trên 94,4%, tỷ lệ kiên cố hóa trường lớp, lớp học đạt 66,52%, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 56%. Cùng với cả nước, các trường học cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đồng loạt tổ chức khai giảng năm học mới. Năm học này, Thái Nguyên có trên 350.000 học sinh ở các cấp học. Với quyết tâm vì một năm học mới thành công, các địa phương cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh đã quan tâm rà soát, kiểm tra, bảo đảm cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục, bảo đảm khuôn viên cảnh quan nhà trường xanh sạch đẹp, bổ sung các trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi phục vụ giảng dạy. Bắt đầu năm học mới, thành phố Cần Thơ có 249.402 học sinh, học viên với tổng số 448 trường. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ đã tổ chức rà soát và điều chuyển các giáo viên giữa các đơn vị để đảm bảo định mức quy định. Tuy nhiên, trên địa bàn thành phố vẫn còn thiếu 411 giáo viên, trong đó có 123 giáo viên mầm non, 216 giáo viên tiểu học, 42 giáo viên trung học cơ sở và 30 giáo viên trung học phổ thông.
Hôm nay ngày 5 tháng 9, đồng loạt các trường trên cả nước đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2024 tại Hà Nội để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Trong tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, Công an thành phố Hà Nội đã tăng cường các biện pháp bảo đảm cũng như xử lý các vi phạm xung quanh khu vực cổng trường. Thưa quý vị, hôm nay là ngày khai giảng năm học mới 2024 và theo ghi nhận tại một số điểm trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao. Và để bảo đảm tốt an toàn cho phụ huynh và học sinh trong ngày tiệu trường, lực lượng chức năng của thủ đô đã tích cực triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cũng như là giải tỏa ùn tắc. Trong ngày khai giảng năm học mới mùng 5 tháng 9, toàn thể học sinh tại các điểm trường trên địa bàn thành phố sẽ trở lại học tập sau kỳ nghỉ hè. Do đó, nhu cầu đi lại của phụ huynh học sinh tăng cao đột biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông, nhất là tại các vị trí các nút giao, các trục đường trọng điểm trên địa bàn. Trước tình hình trên, Công an thành phố Hà Nội đã chủ động triển khai kế hoạch với nhiều giải pháp thiết thực. Thực hiện cái kế hoạch của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong ngày khai giảng năm học 2024-2025, thì ngay từ sáng sớm, tất cả cán bộ chiến sĩ của đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 2 đã đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến địa bàn đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 2 phụ trách, nhất là tập trung tại các khu vực cổng trường nhằm đảm bảo an toàn giao thông thông suốt. Tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, nhất là tại các khu vực địa điểm diễn ra lễ khai giảng năm học mới, đã được bảo đảm ổn định giao thông thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phụ huynh học sinh cũng như người dân an toàn đến trường tham gia lễ khai giảng đúng thời gian quy định. Mặc dù đi trên đường rất là đông đúc, nhưng lực lượng chức năng cũng đã phân luồng không để đảm bảo an toàn giao thông, không ùn tắc nên việc đi lại cũng rất là thuận lợi. Sau lễ khai giảng, Công an thành phố Hà Nội sẽ tăng cường tập trung kiểm tra và xử lý các vi phạm tại khu vực trường học để bảo đảm an toàn cho học sinh trong năm học mới. Sáng nay, lễ khai giảng năm học mới 2024-2025 đã được tổ chức đồng loạt tại các trường học trên khắp cả nước. Học sinh và các thầy cô giáo cùng hòa chung trong không khí vui tươi, phấn khởi của lễ khai giảng, sẵn sàng bước vào năm học mới với nhiều động lực, nhiều quyết tâm để dạy tốt học tốt, hoàn thành các mục tiêu toàn ngành giáo dục đã đề ra. Các em yêu quý, tiếng trống trường rộn rã vang lên, báo hiệu một tiếng trống khai trường vang lên, mở đầu cho một năm học mới đầy náo nức và kỳ vọng. Hàng triệu học sinh và các thầy cô giáo trên cả nước hân hoan bước vào một năm học mới. Cùng với niềm vui được gặp lại bạn bè, thầy cô và mái trường, thì khai giảng luôn là thời khắc thiêng liêng để mỗi học sinh tự đặt ra cho mình một mục tiêu cho một giai đoạn trưởng thành mới. Đây là một năm học vô cùng ý nghĩa với bản thân con cùng với lớp 9A9, cống hiến và học tập. Đó là những thứ mà con muốn hướng tới. Con sẽ nỗ lực và cố gắng hết mình để đạt được những cái thành tích nguyện vọng cao nhất mà mình sẽ tập đề ra. Năm học này được xác định là năm học của đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng, với nhiều đổi mới trong việc kiểm tra đánh giá theo hướng phát huy năng lực học sinh. Nhưng những tiết học đầu tiên của những em học sinh lớp 6, thông điệp đầu tiên mà các thầy cô giáo muốn gửi đến học sinh của mình, đó là những nụ cười trong các tiết học, là sự hạnh phúc khi ra khỏi cổng trường. Con có một cảm xúc khá là bỡ ngỡ, lo lắng một chút và cũng có phần vui ạ. Tiết học đầu tiên là con được học về phòng cháy chữa cháy cho học sinh trung học có thể an toàn nhất và học tập tập trung nhất ạ. Con mong là tiếng Anh và ngữ văn của con sẽ được cải thiện hơn và con sẽ đạt được những thành tích huy chương trong môn bơi của con ạ. Ngày tựu trường bao giờ cũng là ngày hồi hộp nhất, mặc dù không phải là lần đầu tiên tới trường dự lễ khai giảng. 24 năm qua thì chưa bao giờ cảm xúc ấy thay đổi cả. Mình vẫn luôn luôn thấy rất là vui, phấn khởi, cảm thấy rất là hạnh phúc. Bởi vì cứ mỗi một lần tới trường dự lễ khai giảng là một lần mình cảm nhận được sự quan tâm của các bác trong ban lãnh đạo, của ban giám hiệu nhà trường, đặc biệt là của các phụ huynh và sự đón đợi của các học sinh. Cũng như rất nhiều năm học trước của trường Ngô Sĩ Liên, chúng mình đều bắt đầu từ một tiết học, ví dụ như là an toàn giao thông hoặc là phòng chống bạo lực học đường. Những kỳ vọng, mong mỏi của các vị phụ huynh trong ngày đầu năm học mới cũng chính là những mục tiêu được đặt ra đối với những mô hình trường học mới cũng như sự đổi mới căn bản, toàn diện của chương trình giáo dục phổ thông mới.
muốn là con có một cái môi trường học tập thật là lành mạnh này. Thứ hai là các con phải có một cái môi trường học tập rất là hứng thú. Thì khi mà các con hứng thú thì tất cả mọi thứ các con sẽ đều đạt được. Ngày đầu tiên cháu vào học thì sẽ là một cái bước khởi đầu mới và mong là các con sẽ hòa nhập và học tốt ở trong môi trường Ngô Sĩ Liên này. Năm học mới mở ra trên những thành quả mới, đem lại những ước mong phát triển, đổi mới mạnh mẽ hơn cho sự nghiệp giáo dục nước nhà. Đồng thời cũng tiếp tục đặt ra những đòi hỏi cấp bách với đội ngũ giáo viên, đội ngũ quản lý từ các cấp để thành quả được vững bền hơn. Chặng đường phía trước của ngành giáo dục bớt dần đi những chông gai, bất cập, hòa chung với sự phát triển của kinh tế xã hội đất nước.